Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, 2 tây tháng 6 năm 2018. Chương trình khai dương trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc xuất quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin đầu tiên hôm nay Lisa muốn gửi đến cho quý vị đó là đặc công của Tàu Cộng ngày hôm nay, ngày 2 tây tháng 6 2018, tiếp tục đã âm thầm đốt nhà của người dân Việt Nam. Chị Lisa ơi là chị Lisa, bốn thằng Tàu Cộng đặc công nó đang ra tay đốt nhà dân và chợ búa chùa chiền thuần túy Việt Nam là vì sao? Trong những ngày qua, lũ khốn nạn đặc công Tàu Cộng lại tiếp tục gia tăng tốc độ đánh
và đốt phá nhà cửa và các cửa hàng buôn bán thuần túy của người Việt Nam. Chỉ trong vòng 3 ngày mà lũ chó đè khốn nạn đã đốt hết 3 nơi. Sáng ngày 1 tháng 6, 2018, lũ chó Tàu Cộng đã đốt trụi cửa hàng gốm sứ của người dân Việt Nam trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, uống máu kinh khiếp. Cửa hàng gốm này thuần túy Việt Nam đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đến chiều ngày 1 tháng 6, chúng lại ra tay đốt căn nhà của người dân trên đường Lê Lai, phường 6, thành phố Sóc Trăng, làm thiệt hại nặng hai căn nhà liên tiếp. Hôm nay, ngày sai tây tháng 6, 2018, tất cả mọi người, anh em ở tại sông Đốc, Cà Mau cho hay chúng vừa thấy 3-4 thằng đặc công Tàu Cộng đã trụp mặt giả bộ làm thương lái trên địa bàn này và cũng đã thiêu rụi hết 5 căn nhà buôn bán ở chợ thuần túy của người Việt Nam. Cho nên các anh em chiến sĩ dân quân Ba Sạch đang theo dõi và điều tra thế lực của Tàu Cộng đặc công này, bởi chúng nó quá đông nhưng thế lực của anh em còn quá ít. Mong rằng toàn dân Việt Nam phải hưởng ứng tham gia để vào chiến sĩ dân quân Ba Sạch để cứu lấy nhà của người dân Việt Nam. Và toàn dân Việt Nam phải ủng hộ những người dân nào, những chiến sĩ dân quân Ba Sạch chuẩn bị sẽ bắt đầu bảo vệ cho nhà cửa và tính mạng của dân. Tuy nhiên công việc điều tra và theo dõi rất là khó, bởi vì lũ chó đẻ khốn nạn đặc công Tàu Cộng này đã được lũ chó đẻ đảng cầm quyền Cộng sản đã âm thầm che chở và che chắn bảo vệ. Cho nên thằng chó đẻ cầm quyền đảng Cộng sản này nó che chở cho những thằng khốn nạn đặc công này để mà phá hoại và đốt nhà người dân trong tương lai. Thấy khốn nạn như vậy đó. Khốn nạn như vậy đó. Chị Lisa ơi, em gửi cho chị một mật tin. Thằng chó đẻ trộm lú mất tích bí ẩn là vì nó muốn đẩy hết trách nhiệm giao đất đặc khu kinh tế cho Tàu Cộng 99 năm để đổ trách nhiệm cho thằng Phát Niễn chịu đó chị. Đồng thời nó cầu xin sự giúp sức của Trung Cộng lên kế hoạch để trả thù bọn miền Nam và phe thân Tàu, thân Nga sắp tới. Ngày nó tái xuất giang hồ là ngày kế hoạch của nó đã lên chu đáo. Và đương nhiên bọn miền Nam phe ăn cứt gà ở trong Nam và phe thân Nga hãy coi chừng, lũ sẽ xuất hiện sau thời điểm bấm nút giao đất Việt Nam cho Tàu Cộng. Cho nên người dân Việt Nam không biết phe phái nào đã quá căm tức và đã cho thấy được hình ảnh mà chế nhạo thằng trọng lũ như sao chị ơi. Các bạn thấy chế nhạo thằng trọng lũ. Các chị coi coi. Tình hình càng ngày nó càng bất chuyển như vậy đó. Mấy thằng chó đẻ này thấy không? Bà đặt gọi vô trong vấn đề là cái phone của Lisa để cho vấn đề là cái bằng là những cái bản tin mà Lisa muốn đưa cho quý vị và các bạn xem. Bắt đầu là vấn đề là nó chậm, nó chạy chậm rì. Mày à, mày tao đi có tháng trời mà nhà mày tham nhũng nhiều lắm sao mà mày mau lớn thế? À. Địt mèo này, trọng lú, lù trọng thắng, thành trọng lú, lù trọng thắng, thành trọng lú. Tại đi có tháng trời mà nhà mà thăm nhúng, à mày ăn hối lộ đổ mẹ mày có bán nước quân dân mày ăn cái gì mà mày đổ mau lớn thế hả? Trời, sáng sớm đồ ăn cháo, bị bắt thảo nữa trời. Mà còn ăn cái ba thứ này ăn luôn đi, à, ăn luôn đi. Mẹ mày cái đồ bán nước buôn dân buôn dân bán nước tên siêu bố mày đi. Mẹ mày cái thành trọng lú, lưu trọng thắng, thành trọng lú, cái thứ Hán Nô Việt Giang đi. Mẹ mày người
người dân Việt Nam giờ người ta đâu còn sợ nó đâu đó. Đường Đường là một thằng nắm đầu của Đảng Cộng sản, ta đem ra ta dí mẹ ta chửi vậy đó, mẹ nó ra ta đem con chó ra ta chửi, mà tưởng ta chửi gì, chửi cho mẹ ăn chó nó cũng ngồi nó ăn, nó có biết mẹ gì đâu, nó ăn tịnh bơ thì y gan thằng Trọng Lú giả điếc giả câm y vậy. Nó vui ghê không, người dân Việt Nam càng ngày nghe chương trình của chị bắt đầu là người ta càng mạnh mẽ, thấy không? Chào cô Lisa, tôi cung cấp cho cô một tin mật. Không biết giờ này cô ngủ chưa, nhưng con có tin cho cô hay. Con yêu cô lắm, bởi vì cô là người bên nước ngoài mà vẫn còn lo nghĩ cho những người dân ở trong nước của tụi con. Bọn chó đẻ Đảng Cộng sản, nó âm thầm kêu gọi các chùa ở tại thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, ngày mai đi họp để mà nó bàn về tình hình Trường Sa, để nó kêu các chùa quốc danh kêu gọi Phật tử ủng hộ tiền bạc và bắt đầu tuyên truyền với toàn dân Việt Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh để chống Tàu. Không biết phe phái nào mà nó bí mật nó kêu gọi những chùa như vậy. Nó không dám ra mặt vì sợ bọn chó đẻ Tàu Cộng, nên nó mượn các chùa bắt đầu đi truyền tin dùm. Tất cả những ni sư đều khoác áo cà sa vào phòng để mà họp. Cụ thể là tại quận Bình Thạnh, ở bên ni là chùa Dược Sư, ở trên đường Lê Quang Định. Tụi nó mời toàn là người trẻ, không có kinh nghiệm đến để nghe. Những người sư này kêu gọi là Trường Sa chuẩn bị Tàu Cộng đánh. Cho nên nếu ai yêu nước là phải trung thành với Đảng để mà mặc áo đi ra để làm chốt thí cho Tàu Cộng bắn chết. Tụi nó nghĩ rằng những người trẻ ăn cứt gà này không am hiểu chính trị, nên mượn những người tăng ni ở trong chùa để mà bắt đầu là lôi kéo và hợp với nhau, rồi không ai dám chất vấn tụi nó được. Còn những địa bàn khác rất là nhiều cô ạ. Ngày mai tức là 3 tháng 5 đúng 2 giờ chiều nha cô, bắt đầu tất cả những ma tăng nó sẽ kêu gọi mọi người Phật tử vào để mà nó tuyên truyền về Trường Sa. Con nói cho cô biết, đất nước bị như thế mà tụi nó còn nhân nhơn như vậy đó cô. Cảm ơn con đã nhận được một cái tin để mà cho cô biết được. Tất cả bây giờ nó hèn như vậy đó. Ngày xưa nó cũng giả bộ kêu Phật giáo để mà xuống đường biểu tình chống chế độ của Ngô Đình Diệm. Rồi bắt đầu nó lồng vào để cho vấn đề là nói rằng với người dân Việt Nam rằng là ông Diệm là kỳ thị, là vấn đề là đàn áp tôn giáo. Bây giờ nó cũng vẫn chơi cái màn khốn nạn như vậy. Chị còn nhận được những cái mật tin là ở trong những cái cơ quan công viên chức hoặc là những cái ủy ban nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh, nó cũng rỉ tai là nước Việt Nam chuẩn bị sẽ mất. Bắt đầu nó kêu mọi người ở trong đó âm thầm để mà vấn đề là tuyên truyền với người dân hãy đề cao cảnh giác với bọn Tàu Cộng. Ở bên ngoài thì Trọng Lú quá mạnh, phe tình báo Hoa Nam nó đang nắm thượng phương bảo kiếm. Cho nên ở bên trong và đặc biệt là trong thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh thì lại có những cái tình trạng như vậy. Tất cả những ni sư trong những chùa quốc danh thuộc về những này là của thành phố Hồ Chí Minh đều đi họp để mà rỉ tai nhau về tình hình Trường Sa. Càng ngày nó càng vui như vậy đó. Trời ơi chị ơi, 43 năm con cháu của thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh. Bắt đầu là kêu bằng là nó lên nó ca chị à, nhìn thấy trời ơi em mắc mửa thiệt chị ạ. Đưa một cái con dẻm cái lên bắt đầu là đứng ca hát nhún nhảy như vậy đó. Làm gì vậy trời đất ơi, người ta cho mọi người coi tự nhiên cứ gọi tôi hoài là sao, lóc nít. Đã
đang làm chương trình không có gọi. Người ta đang cho hay mà tới cái cao trào mà con cháu Hồ Chí Minh nó giáp bộ, nó nhảy nhót được kia tự nhiên gọi tôi sao? Các bạn thấy nước Việt Nam chuẩn bị mất rồi thì bắt đầu là các bạn làm em nguyên một cái thành phần dư luận viên nó đú đỡ nó ra chiên hết trơn, trong khi những giếng dầu mẹ tàu cộng nó khai thác hết trơn, tự nhiên đưa con này lên, chị ơi là chị bắt đầu là ru ngủ, con này là ở trong nó ra thành đòn đó chị ạ. À. Còn ở bên ngoài thì người dân bắt đầu là người ta la làng lên nè, chị ơi là chị. Đó, cuộc sống người dân càng ngày càng hỗn loạn như vậy đó. Tin xấu gì cứ đưa cho chị đi em. Tin xấu gì đưa chị nha. Tin mà không đưa cho chị cứ ngồi gọi chị hoài. Chị Lisa ơi, em xem chị ở kênh nào vậy? Trời ơi, mệt quá à. Tất cả các kênh hết, đều có chị hết. Nha. Kênh nào cũng có chị hết. Chị ơi là chị, Cộng sản Việt Nam bây giờ nó thủ tiêu những thành phần tép riêu, chứ nó không có dám xử những thằng lớn. Nó sợ xã hội loạn lên chị ạ. À. Chiếm đoạt hơn gần 50 mấy tỷ, một quan chức cấp quận ở thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh bị tử hình chị ạ. À. Trời ơi, lôi đầu thằng tép riêu này ra thôi. Bổ lôi đầu ra làm mạo vậy thôi. Tử hình cái mẹ gì. Mấy thằng đầu nậu bên trong nhân Lê Thanh Hải dù Thủ Thiêm dám không? Dám đụng tới không? Và đặt lôi thằng tép riêu này ra làm con dê tế thần thôi. Bởi vì bây giờ nó đang loạn lên rồi. Người dân càng ngày người ta nhìn ra người ta biết rồi. Đền bù người ta có mẹ nó ra một miếng đất có 100 ngàn bán 600 triệu. Các bạn nghĩ đi. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tuyên bố là kiểm tra tài sản quan chức rất là nhạy cảm. Đó, các bạn thấy rõ ràng không? Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thủy đã tuyên bố việc kiểm tra tài sản của những người quan chức cao cấp thì rất là nhạy cảm. Nếu không cẩn thận sẽ có tác dụng ngược lại không lường trước được. Cho nên ở trong quốc hội nó yêu cầu là mặc dù kêu là điều tra tài sản của những quan chức là thằng Trọng Lũ bắt đầu kêu thanh trừng để mà chống tham nhũng. Nhưng mà ở trong phe miền Nam nó đưa con này ra đã cảnh cáo phe Trọng Lũ. Các bạn thấy rõ ràng. Các bạn thấy rõ ràng đăng lên báo chí đàng hoàng nha. Chứ không phải giỡn mặt đâu. Tham ô hơn 54 tỷ đồng tiền già hồ, nguyên trưởng ban bồi thường quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, bị tử hình để so dịu lòng dân. Mở nhạc đám ma, mang vòng hoa đến nhà của trưởng công an xã để mà đòi nợ. À, càng ngày càng vui mà. Chị ơi, chị nó đăng báo lên một trưởng công an đi vào Cần Giờ ở chỗ chuồng của vấn đề là khỉ, cũng bị khỉ nó ỉa, nó chét cất vô mặt chị à. Khốn nạn vậy đó. Tàu Cộng muốn thuê đất của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký hợp đồng 99 năm cho thuê đất chị ơi. Nguy cơ này sẽ làm mất nước chị à. Đây là tin mà em nhận được tuần nay. Rồi khách vào, em không làm được. Tai em cứ rung rung vì nước Việt Nam chị à. Ok. Ai nghe cái tin này cũng là đau lòng hết em à. Good morning chị Lisa thân yêu. Em chúc cho chị trẻ đẹp và có một ngày tươi đẹp cuối tuần. Hôm nay em cung cấp cho chị những tin tuyệt mật.
Bản tin đầu tiên em cho chị biết là sau mười mấy ngày Trọng Lũ bí mật ở bên trong hộp để mà lên kế hoạch, thì ngày hôm nay 2 tây tháng 6 nó đã bắt đầu trở lại để mà thanh trừng phe Ba Dũng. Trọng Lũ trở lại sẽ lợi hại hơn xưa. Sau khi đổ hết việc nhượng đất 99 năm đặc khu cho thằng Phát Niễn để mà cho toàn dân chửi thằng Phát Niễn, chứ đè đầu chửi Trọng Lũ hoài thì Trọng Lũ nó đâu chịu nổi. Cho nên để cho chửi thằng Phát Niễn, sau khi chửi xong Phát Niễn rồi thì bây giờ tự động nó lộ mặt ra. Thằng Trọng Lũ bất ngờ trở lại chiến trường để thanh trừng phe Cá Mập, tức là Ba Dũng, bằng cụ thể là cho điều tra vụ Mobifone. Cụ thể sau một thời gian lánh mặt ở bên Tàu Cộng thì Trọng Lũ đã trở lại và chỉ đạo cho Ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản xử lý thằng Việt Cộng Trương Minh Tuấn. Thằng Trương Minh Tuấn là Bộ trưởng Thông tin và xử luôn thanh trừng thằng Việt Cộng Nguyễn Bắc Son. Thằng Nguyễn Bắc Son là cụ của Bộ trưởng Thông tin. Trọng Lũ đã dựa vô tham nhũng ở Mobifone để giật dây cho Ban Kỷ luật tuyên bố là vi phạm của Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son là vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín của đảng và nhà nước, để có cái cớ mở đường cho chiến dịch Mobifone nhằm thanh trừng hết cả phe Ba Dũng. Bởi Trọng Lũ thừa biết rằng nếu để hai cái đài phát thanh này nắm truyền thông thì sẽ bất lợi cho mình nhượng đất cho Tàu Cộng, cho nên giả vờ đưa ra thanh trừng để có thể tiêu diệt được hai người nắm đầu về bộ truyền thông, để khi Tàu Cộng vào hoặc có những tin tức gì tuyệt mật thì sẽ không được đưa lên và đều phải qua mặt của Tàu Cộng. Trọng Lũ thừa biết là thằng Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son đã cấu kết với phe Thân Nghe và phe miền Nam, đặc biệt là liên kết với Ba Dũng, đồng chí X, để mà tham nhũng số tiền 9.000 tỷ đồng tiền gia hồ trong vụ Mobifone mua lại tập đoàn AVG với giá gấp 50 lần giá trị thị trường. Cho nên phe Trọng Lũ mới nắm vào cái cớ này để mà xử thằng Tuấn và thằng Son trước, để mà làm bàn đạp nhằm tấn công tới Mobifone và AVG. Tình báo Hoa Nam nó đã âm thầm để mà hợp bất kỳ một cái vụ án nào con người 100, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, trong một năm 360 ngày. Ta không tin rằng không có kẻ nào không mắc sai lầm. Đặc biệt là chúng ta phải nên tương kế tụ kế để tìm ra sai lầm. Con người cầm chén cơm lên ăn cũng có đổ. Con người uống nước cũng có chảy. Không ai toàn vẹn cả. Cho nên các đồng chí, nếu muốn thanh trừng phe phái nắm truyền thông, hãy lợi dụng và nên chụp mũ nó để mà thanh trừng. Cho nên sau khi bắt và thanh trừng thằng Bộ trưởng Thông tin, thằng Minh Tuấn và thằng Bắc Son này, rồi từ từ sẽ lôi đầu ra Mobifone, bắt đầu mới đánh qua tới Nguyễn Thanh Phượng và Ba Dũng. Kế hoạch của thằng Trọng Lũ rất là rõ ràng, có từng bước cụ thể được mốt mồi và chỉ đạo bởi bàn tay vô hình của Tàu Cộng
tình báo qua Nam ở bên trong. Cho nên Trọng Lũ đã làm nhịp nhàng từng bước một để tiến tới mục tiêu cuối cùng là thằng đầu sỏ Ba Dũng. Lisa chỉ nói cho Ba Dũng biết được rằng chỉ trong vòng một phút mày chỉ cần hớ hơn thì không giữ được tánh mạng của mình. Trong bàn cờ chính trị ngày hôm nay, thằng Ba Dũng chính là con kỳ đà cản mũi. Tào Cộng không muốn giữ mày, bởi vì Tào Cộng cũng đã từng qua để bắt buộc mày ký giao bô xít Tây Nguyên cho Tào Cộng. Và Tào Cộng cũng thừa hiểu rằng mày nắm phe công an và mày đã cho điều tra bô xít Tây Nguyên chỉ là trá hình. Rõ ràng là một sư đoàn đóng tại bô xít Tây Nguyên. Bây giờ tình báo Hoa Nam đã âm thầm trút phế mày, đã bắt đầu là đưa thằng Trọng Lũ lên. Bây giờ mày cay cú vô cùng, bởi vì câu nói không đổi chủ quyền để lấy những nền kinh tế viễn vong, Tào Cộng tình báo Hoa Nam đã muốn khử mày rồi. Từ đó tới giờ chưa ra tay được, nhưng từ đây sắp tới chỉ cần một phút hớ hơn thì coi chừng cái mạng của thủ tướng. Hiện tại thì mật tin ở trong bộ công an cho biết là cả Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son đều đã bị giam lỏng ở trụ sở bí mật để mà âm thầm lấy lời khai và ngăn chặn khả năng bỏ trốn ra nước ngoài của hai con mà kêu bằng cá mập này. Cả hai thằng này đều là hai con tin của phe Trọng Lũ và đã khai hết đường dây tham nhũng ở trong vụ Mobifone và xin nộp lại hết số tiền đã tham nhũng, nộp luôn cả cái biệt thự hồ bơi ở Vincom Long Biên để cho Trọng Lũ khoan hồng. Tình báo Hoa Nam thì cười và nói rằng hãy khai ra hết đi, rồi dâng cái biệt thự ở tại hồ bơi ở Vincom Long Biên để mà giao cho một cấp cao của tình báo Hoa Nam ở. Và tình báo Hoa Nam cũng sẽ nói với Trọng Lũ, em nó đã biết hối lỗi rồi, cho nên Trọng Lũ phải nương tay, phải nên khoan hồng, dơ cao đánh khẽ thôi, chứ không đánh cho bầm mình, thậm chí không đưa vào lò để mà nướng cho thành heo quay. Nhưng Trọng Lũ thì vẫn không động lòng mà quyết đập vụ Mobifone tới cùng để mà tiêu diệt cho được phe Ba Dũng đang trỗi dậy. Trọng Lũ biết quá rõ là phe Ba Dũng đang liên minh với phe Trần Đội Quần để âm mưu lật đổ Trọng Lũ. Cho nên Trọng Lũ phải tiêu diệt cái đầu của con rắn, tức là Ba Dũng, để cô lập thằng Trần Đội Quần và để diệt bớt kẻ thù nguy hiểm mà đang ngấm ngầm ảnh hưởng tới địa vị của thằng Trọng Lũ và phe phái theo Tàu là thằng 3X. Sau đó sẽ rảnh tay tính sổ với Trần Đội Quần. Bởi tình hình chính trị ngày hôm nay, Trần Đội Quần qua bên Nhật đã được ôm 16 tỷ đô la viện trợ cho nền kinh tế. Và đương nhiên 16 tỷ đô la này chỉ cần đụng tới thì coi như đây là kinh tài của phe thằng Ba Dũng và mạnh lên ở công an. Trọng Lũ muốn triệt cái đường kinh tài bằng cách bắt sòng bài online của Trung tướng Nguyễn Thanh Hóa. Nhưng mà không ngờ rằng phe Trần Đội Quần đã đi qua bên Nhật và ký văn bản đồng ý như thế nào mà lại được hỗ trợ 16 tỷ đô la. Tình hình chính trị Việt Nam bắt đầu đã nổi loạn lên trở lại, lò lửa
đang nhóm bắt đầu lên vì trọng lũ đã trở lại để mà đổ xăng vô, để mà nhúm lò, để mà đốt lò nhằm thanh trừng phe Ba Dũng phen này. Song song với thanh trừng Việt Cộng Trương Minh Tuấn và Việt Cộng Trừng Bắc Son, thì trọng lũ còn cho thanh trừng luôn thằng Việt Cộng Trừng Bắc Hà. Thằng Trừng Bắc Hà là ai? Thằng Trừng Bắc Hà là tổng giám đốc ngân hàng BIDV. Tại sao lại thanh trừng? Thằng Trừng Bắc Hà là tổng giám đốc ngân hàng BIDV này bởi vì thằng này là đàn em, là đệ tử thân tín và đắc lực của thằng Ba Dũng. Thằng Trọng Lũ đã bí mật cho người vào và đã biết được sự tình, cho nên Trọng Lũ đã giật dây cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra tuyên bố là sai phạm của Việt Cộng Trần Bắc Hà tại ngân hàng BIDV là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân sách nhà nước, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của đảng và nhà nước, gây dư luận xôn xao để bắt đầu rút tiền hàng loạt, làm cho ngân hàng nhà nước của đảng để phải lúng túng như gà mắc đẻ, không biết phải chạy đi đâu để mà đem tiền ra, để mà trả cho dân rút tiền. Thậm chí có nhiều ngân hàng phải cầu cứu là không biết người dân nghe Lisa Phạm bắt đầu ào ào đi rút tiền, cho nên mỗi ban đêm những xe container cũng lẳng lặng chở tiền giả của Tàu Cộng để mà tráp vào ngân hàng. Chỉ vừa mở mắt ra là người dân xếp hàng để rút tiền ào ào. Ít thì 2 tỷ, nhiều thì 50 tỷ. Cho tới 60 tỷ ào ạt rút tiền. Đảng và nhà nước thì sợ lòng dân chao đảo la làng, cho nên cứ riệt in tiền vàng mã trả cho nó đi. Ai gửi 50 tỷ trả tiền già hồ, tiền vàng bạc cho nó. Còn ai mà gửi vàng đòi lấy vàng thì chụp cho nó cái mũ. Vàng là ngoại tệ bất cấm, vàng cũng có thể được quy vào là đô la bất hảo, cho nên gửi vàng nhiều như thế này phải điều tra coi tại sao có số vàng nhiều như thế này. Có phải là địa chủ cường hào không? Có phải là thế lực thù địch gửi tiền đô về để mua vàng này, để gửi ngân hàng kiếm lời, để mà nuôi người chống cộng không? Hoặc là nuôi những tổ chức xã hội dân sự đồ không? Cho nên ai gửi 50 cây vàng không được quyền rút ra, mà phải để ở tại ngân hàng. Có muốn rút ra thì quy vàng ra tiền già hồ để mà trả. Ai gửi đô la cũng không rút đô la ra được, mà phải rút bằng tiền vàng mã. Bởi tiền vàng mã in bao nhiêu có bấy nhiêu. Tụi bay muốn triệu tỷ cũng có triệu tỷ tung ra, bởi tiền in vô tội vạ. Nhưng mà đô la và vàng thì không cho con dân tụi bay rút được. Cho nên Trọng Lũ đã cho rằng thằng chủ giám đốc ngân hàng này đã gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Đây là đòn tiền pháo hậu xung của thằng Trọng Lũ, là đưa ban kỷ luật trung ương lên pháo kích trước để mở đường cho chiến dịch thanh trừng ngân hàng BIDV. Và Lisa báo trước, ai gửi tiền cho ngân hàng BIDV hãy nên lẹ lẹ rút ra, bằng không là sẽ tuyên bố phá sản. Mà sau khi tuyên bố phá sản thì cho anh Tàu Cộng vào mua với giá 0 đồng. Tức là ngân hàng này từ từ sẽ xài nhân dân tệ, và đương nhiên ngân hàng BIDV sẽ là ngân hàng mà do nước ngoài mua lại với nợ xấu 0 đồng. Tức là ai gửi tiền vàng trong ngân hàng BIDV này coi như là cúng rằm tháng 7 đi.
trọng lú muốn đánh chiêu gọng kìm, vừa đập Mobifone mà vừa đập luôn cả ngân hàng BIDV để mà tạo hai mũi tấn công ào ạt thẳng vào tim của thằng Ba Dũng, nhằm ngăn chặn hết đường chạy của thằng Ba Dũng phen này. Bởi vì Ba Dũng né được vụ Mobifone thì cũng sẽ dính vụ BIDV, và ngược lại, trong trường hợp xấu nhất thì Ba Dũng sẽ dính đòn từ cả hai vụ Mobifone và BIDV. Nếu như mà thằng 3S trúng hai mũi tên, một mũi tên là Mobifone và một mũi tên là ngân hàng BIDV, thì kể như sẽ chết trong tay của Trọng Lũ phen này. Trọng Lũ sau 2 tuần lánh mặt ở bên Tàu để nhận chỉ thị và mật tin tình báo, thì kể như là Trọng Lũ đã được nhận hoàn toàn chỉ thị của Hoa Nam tình báo. Khi trở lại thì chiêu tấn công phủ đầu đầu tiên là để cho đối thủ Ba Dũng không kịp trở tay, đang rơi vào tình thế vô cùng bị động. Mật tin từ Tổng cục 2 quân đội cho Lisa biết là Trọng Lũ đã bắt được Trần Bắc Hà ở bên Lào. Trần Bắc Hà này đã được một tờ giấy mật tin cho biết rằng hãy nên vi tẩu là thượng sách, hãy làm ve sầu lột xác đi. Trần Bắc Hà chỉ được về nhà hung vợ con và nói rằng anh ra đi không biết ngày nào trở lại. Nếu em còn nghĩ đến tình nghĩa thì em hãy ở nhà để mà lo nuôi con. Những gì mà anh đã từng làm và tiền bạc tham nhũng em cũng đừng dại dột đưa ra, mà phải chia cho dòng họ mỗi người giữ một chút, hoặc là có thể em ở trong nhà để chờ anh về. Anh sẽ đi qua bên Lào để mà lánh nạn. Sau khi Trần Bắc Hà đã kết nối được một người ở bên Lào làm về nghề nông, cho nên Trần Bắc Hà qua bên Lào đang ở trong một gia đình, thì đương nhiên đã được mật tin của Trọng Lũ sang Lào để mà bắt. Vui như vậy đó. Vui như vậy đó. Sau khi nhận được mật tin từ Tổng cục 2 quân đội cho biết là Trọng Lũ đã bắt được Trần Bắc Hà ở bên Lào và đã đem về Việt Nam, dẫn độ về Việt Nam, bởi người bắt Trần Bắc Hà này lại là một người Tàu cộng ở bên Lào làm ăn, nên mới đưa ban kỷ luật trung ương lên để mà đốt lò thanh Trần. Cụ thể là Trọng Lũ và Tổng cục 2 đã âm thầm đưa thám báo quân đội qua bên Lào để truy tìm tung tích của Trần Bắc Hà ở trong nhà của một nông dân làm rẫy ở bên Lào suốt mấy tháng này. Rồi sau đó đưa biệt đội, biệt kích của Trọng Lũ vô để mà bắt nóng, áp tải về Việt Nam. Sau đó thì Trọng Lũ đã đốt lò thanh Trần trở lại, chuẩn bị làm thịt tới Trần Bắc Hà, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son để mà làm bàn đạp tấn công tiêu diệt dứt điểm Ba Dũng. Lò đần này đổi lên, Ba Dũng không thể nào chống cự được. Bởi vì nếu mà Ba Dũng chỉ cần hớ hên thì tất cả đều cháy thành tro bụi. Tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm cho phe Nam Cộng, đặc biệt là thằng đồng chí 3S Ba Dũng. Bởi vì Trầm Lũ đang tung ra tới 3 lá bài tủ phen này, quyết chơi khô máu với thằng Ba Dũng, quyết sống mái với thằng Ba Dũng. Bởi vì đã bị làm nhục khi mà úp qua cắt băng Khánh Thành cầu ở tại Bắc Vàm Cốc, và thằng Ba Dũng đã được dâng hương cho thằng Hồ Chí Minh vào dịp ngày sinh nhật của nó ở thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, và toa rập với phe Lê Thanh Hải để mà đồng ý trao tặng huy chương 50 năm tuổi đảng, làm cho Trọng Lũ bị quê độ nhục mặt vô cùng sau hội nghị trung ương 7.
nên giờ mới tấn công Ba Dũng để trả thù rửa nhục, lấy lại sĩ diện. Ngoài ra Trầm Lũ nhận thấy lúc này khó mà tiêu diệt phe Trần Đội Quần được, bởi Trần Đội Quần đang là như một con đĩ già, bắt đầu là kêu bằng là chạy tơn 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 qua bên Nhật để được Nhật o bế. Nên bây giờ chuyển hướng qua để mà giết gà dọ khỉ, tiêu diệt Ba Dũng cũng là ngầm bóp chết khả năng của Ba Dũng quay trở lại Trung ương trong Đại hội 13 sắp tới. Bởi vì Ba Dũng bị tiêu diệt thì hết con đường trở lại nắm quyền, đâu còn khả năng để mà đe dọa tới Trầm Lũ nữa. Ngoài ra tiêu diệt được Ba Dũng thì còn đẩy phe Trần Đội Quần vô thế kẹt, vô thế bị bao vây tứ bề, để mà tiêu diệt luôn Trần Đội Quần trong các lần hội nghị sắp tới. Một khi cả Ba Dũng và Trần Đội Quần đều bị tiêu diệt hết thì nước Việt Nam đương nhiên sẽ lọt vào tay của Tào Cộng. Những quyết sách mà Tào Cộng kêu cưỡng chế nhà dân để lấy đất giao cho Tào Cộng, làm nền bán cho người dân Tào Cộng sẽ không bị giật dây và chống đối. Trầm Lũ thừa hiểu rằng những người dân mà chống đối hầu như là những phe thân Nga và trong Nam Cộng đã giật dây để cho người dân càng ngày càng không có sợ sệt chế độ. Chỉ còn có một cách là Trầm Lũ độc tôn, nắm toàn bộ quyền lực trong tay thì phải sát kê kinh hầu, giết gà để làm cho khỉ sợ mới nắm toàn bộ quyền lực trong tay được. Cho nên Trầm Lũ quyết định trở lại đốt lò để mà tiến tới việc ngồi thêm nhiệm kỳ thứ 3 trong Đại hội 13 sắp tới. Mưu kế của Trầm Lũ vô cùng cay độc và thâm sâu, đánh cho phe Ba Dũng Đội Quần không kịp trở tay. Tỷ số lúc này là 2-0 cho phe Trầm Lũ sau màn tấn công phủ đầu bất ngờ để giành trước lợi thế. Phe Ba Dũng Trần Đội Quần bị đẩy vào thế kẹt, phải phòng thủ và bị động. Tô Lâm gặp Trầm Lũ đã cúi đầu và sợ còn hơn là thỏ mà sợ cọp, còn hơn là chuột sợ mèo, và bị phe Trầm Lũ bao vây chiếu tướng. Sau khi tung ra hai chiêu để chiếu tướng Ba Dũng thì Trầm Lũ lại tung ra độc chiêu để chiếu tướng phe Trần Đội Quần và cả bộ công an. Cụ thể là Trầm Lũ cho lôi hai thằng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương ra để lấy lời khai về sòng bạc online, và dùng lời khai này để chiếu tướng Trần Đội Quân và bộ công an. Hai thằng này sợ đi tù và sợ bị tra tấn nên lập tức khai theo kịch bản của Trầm Lũ và tình báo Hoa Nam đưa ra là đã giao tiền hối lộ trị giá tới 60 tỷ đồng cho Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh để phe công an bảo kê cho sòng bài online, và còn hối lộ thêm nhiều tỷ đồng cho các cán bộ công an để bao che cho sòng bài hoạt động. Thế là cả phe công an đều bị Trầm Lũ chiếu tướng. Vì Trầm Lũ nắm hai nhân chứng quan trọng trong tay, cho nên Trầm Lũ muốn diệt thằng nào thì chỉ cần ép Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương khai ra là sẽ có cớ để mà cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đi thanh Trần liền. Trầm Lũ thừa biết là đám tướng tá trong bộ công an thì thằng nào cũng là ăn hối lộ, ăn ngập mặt, ăn như heo, cũng có tiền bạc đầy nhà, biệt thự villa, nên cứ ép nhân chứng khai ra là sẽ đưa tiền hối lộ để có cớ xét nhà, là có bằng chứng ngay. Có bằng chứng trong tay thì Trầm Lũ có thể cho xét nhà bất cứ lúc nào, cho đi vào lò bất cứ lúc nào. Tất cả những phe nào tướng tá công an mà có dính vào sòng bài hãy nên cẩn thận, coi chừng sẽ có lệnh khám xét bất kỳ lúc nào và bất kỳ căn nhà nào của những thằng tướng tá công an. Những thằng nào mà có ô dù bự cỡ nào cũng sẽ bị âm thầm vào để khám xét nhà mà không sợ Bộ Chính trị và Trung ương Đảng lên tiếng phản đối. Quan trọng nhất là Trầm Lũ sẽ ép cho tất cả nhân chứng cùng khai ra là đã đưa tiền hối lộ cho Trần Đội Quần để mà chiếu tướng Trần Đội Quần phen này, để cho Trần Đội Quần phải bị tê liệt, gãy đi một càng,
hết còn làm gì được, rồi sẽ ra tay tiêu diệt để trả thù cho mối nhục trong hội nghị Trung ương 7, Kiều Trọng Lũ phải kê biên tài sản. Thế cờ lúc này hoàn toàn nghiêng về Trọng Lũ, phe Trọng Lũ đang nắm hết quyền chủ động và đang ở thế thượng phong, liên tiếp tung ra những nước cờ bí hiểm và độc địa, những cú đòn sắp xếp vào đối thủ Ba Dũng và Trần Đội Quân, tỷ số đã nâng lên 3-0 cho phe Trọng Lũ. Còn phe Ba Dũng, Đội Quân đã rơi vào thế bị động, chiếu tướng không biết đường nào mà trả. Mật tin từ Trung ương Đảng cho biết Trọng Lũ chuẩn bị đi thêm nước cờ thứ tư để chiếu tướng Ba Dũng tê liệt nhằm tiêu diệt gọn luôn lần này. Cụ thể là Trọng Lũ và Việt Cộng Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, đang đòi phải điều chuyển Nguyễn Thanh Nghị ra làm bí thư Hà Giang để giam lỏng, là tỉnh địa đầu của Việt Nam, để cho tình báo qua Nam qua để mà làm thịt giáp biên giới với Tàu Cộng, chứ không cho làm bí thư ở tỉnh Kiên Giang nữa. Mục đích là để bắt Nguyễn Thanh Nghị làm con tin, để cho Ba Dũng không dám động đậy ở trong miền Nam, không dám làm liều, không dám liều mạng, mà phải ngoan ngoãn đầu hàng để cho Trọng Lũ thanh trừng. Bởi vì một khi Nguyễn Thanh Nghị bị điều ra Hà Giang thì sẽ bị Trọng Lũ và Tàu Cộng giam lỏng, không còn chạy đi đâu được, không làm gì được. Lúc đó Trọng Lũ sẽ xử Ba Dũng trước, rồi sau đó sẽ xử luôn Nguyễn Thanh Nghị, xử cả nhà Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Minh Triết. Đây là nước cờ rất cao tay của Trọng Lũ, gài cả nhà Ba Dũng vô đường chết, vì ra bắt cũng chết, mà không ra cũng chết. Không ra thì Trọng Lũ sẽ có cớ để mà cắt chức và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nghị, tội chống lại đảng, tiêu diệt sạch sẽ cả nhà Ba Dũng. Thế cờ mũi đinh của Ba Dũng, của Trọng Lũ đang hình thành để đâm chết Ba Dũng phen này, không cho Ba Dũng chạy thoát. Trọng Lũ đã biết tin Ba Dũng muốn rụt rịch trở lại, đang kéo phe cánh, nên lập tức tiêu diệt cho bằng được, tiên hạ thủ vi cường, để tránh tình trạng đêm dài lắm mộng và phải nhổ cỏ sạch gốc. Thời gian không cho phép. Lisa còn rất nhiều những bản tin tuyệt mật, xin sẽ cung cấp cho quý vị và toàn bộ các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye!